Các thảm họa thiên nhiên đã gây thiệt hại cho hàng triệu gia súc trên toàn thế giới, với tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la đối với người nông dân. Trong video ngày hôm nay, các bạn sẽ được tìm hiểu những thảm họa tự nhiên khủng khiếp nhất đã ập đến các trang trại chăn nuôi. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bây giờ nhé! Hãy đồng hành của Han khám phá, bắt đầu chuyến vu lưu ngay sau đây! Lũ lụt tại bang Queensland, Úc năm 2023 đã gây ra thiệt hại lớn cho gia súc và cơ sở hạ tầng tại bang này. Theo Bộ Nông nghiệp và các vấn đề nông thôn Queensland, trận lụt đã làm thiệt hại và mất mát hơn 500.000 gia súc và gia cầm, bao gồm bò, cừu, lợn, gà và ngỗng. Lũ lụt tại bang Texas, Hoa Kỳ năm 2023 cũng gây ra thiệt hại đáng kể cho gia súc và cơ sở hạ tầng tại bang. Theo Bộ Nông nghiệp và các vấn đề nông thôn Texas, trận lụt đã gây thiệt hại và mất mát cho hơn 300.000 gia súc và gia cầm, bao gồm bò, cừu, lợn, gà và ngỗng. Trang trại bò này đang được cứu hộ khỏi lũ lụt bởi chính các chủ trang trại. Dòng nước lũ mạnh đã khiến nhiều con bò bị mắc kẹt và phải di rời đến những khu vực ít nước hơn sau vài giờ giải cứu. Nếu bạn chăn nuôi ở những khu vực thường xuyên xảy ra lũ lụt, bạn nên theo dõi thông báo từ chính phủ để kịp thời sơ tán và đảm bảo an toàn cho gia súc và bản thân. Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, gọi tắt là NWS, trong năm 2021, Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 1.500 cơn lốc xoáy, trong đó hơn 500 cơn lốc gây ra thiệt hại về người và tài sản. Các trang trại bò sữa ở bang Iowa, Kansas, Nebraska và Oklahoma đã bị tàn phá nặng nề. Camera đã ghi lại cảnh một con bò sữa bị lốc xoáy cuốn lên trời, một hình ảnh thật đáng sợ. Chúng ta cũng biết rằng cường độ của lốc xoáy được phân loại theo thang Fujita-Pearson từ F0 đến F5, với F5 là cấp độ mạnh nhất có thể đạt tới tốc độ gió lên tới 320 km/h và gây ra thiệt hại nặng nề. Các trang trại đã phải đối mặt với thách thức khắc nghiệt từ thiên nhiên và không ngừng nỗ lực để bảo vệ đàn gia súc của mình vượt qua hậu quả kinh hoàng mà các cơn lốc xoáy mang lại. Những cơn lốc xoáy không chỉ gây ra thiệt hại vật chất mà còn làm mất đi sinh mạng và công lao của nhiều nông dân. Việc tìm cách đối phó với nguy hiểm này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía người nông dân. Họ cần phải thiết kế các cấu trúc chuồng trại vững chắc, tìm kiếm các biện pháp an toàn cho đàn gia súc và đặc biệt là nắm vững kỹ năng ứng phó khi các cơn lốc xoáy đe dọa. Những ngày sau bão luôn u ám khi mọi người cố gắng đối phó với sự hỗn loạn và thiệt hại kinh tế không thể đo lường do các thảm họa mang đến. Thường thì mất vài tháng, thậm chí là vài năm để hồi phục lại công việc kinh doanh. Thảm họa thiên nhiên là một yếu tố không thể kiểm soát của tự nhiên và chúng ta không thể ngăn chặn chúng xảy ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị và phản ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này bắt đầu từ việc theo dõi các thông báo về thời tiết hoặc các cảnh báo từ chính phủ. Khi có thông tin về rủi ro, việc tuân thủ hướng dẫn và chỉ dẫn từ chính phủ để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ mạng sống của mọi người là cực kỳ quan trọng. Trong mỗi tình huống khẩn cấp, sự hiểu biết về cách ứng phó với các tình huống khẩn cấp là yếu tố quyết định giữa cuộc sống và cái chết. Hơn nữa, sự đoàn kết và hỗ trợ từ cộng đồng là điều không thể thiếu trong các thời điểm khó khăn.
Khi mọi người đoàn kết lại với nhau và cùng nhau hỗ trợ, chúng ta có khả năng vượt qua mọi thách thức một cách mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, việc học hỏi từ những trải nghiệm khó khăn không chỉ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn với môi trường và thiên nhiên. Bằng cách này, chúng ta có thể xây dựng một tương lai bền vững hơn và chuẩn bị tốt hơn cho mọi thách thức có thể xảy ra trong tương lai. Trang trại bò này bị sét đánh khi chủ trang trại đang cho chúng ăn. Sét đánh bất ngờ khiến toàn bộ đàn bò đều tử vong. Sự cố này là một điều quá bất ngờ đối với người chủ trang trại. Ông vội vã chạy tới để kiểm tra tình hình của đàn bò, nhưng ánh mắt ông đầy nỗi lo lắng và tiếc nuối. Sự kiện này không chỉ là một cú sốc về mất mát vật chất mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh không lường trước được của tự nhiên. Vào tháng 10 năm 2022, một cơn bão đã quét qua các ngọn núi tuyết ở Úc, khiến hàng trăm con cừu bị sét đánh. Thiệt hại cũng được ước tính lên đến hàng triệu đô la. Cơn bão bắt đầu hình thành vào khoảng 4 giờ chiều, theo giờ địa phương ở phía nam dãy núi tuyết, di chuyển về phía bắc và đạt cường độ cao nhất vào lúc 5 giờ chiều. Cơn bão gây ra mưa và dông lớn với gió giật cấp 12, sét đánh vào đàn cừu đang gặm cỏ trên núi, còn bộ đàn cừu đã không thể sống sót. Thảm họa thiên nhiên không chỉ gây ra thiệt hại lớn cho cộng đồng và môi trường mà còn ảnh hưởng đến các trang trại chăn nuôi tự nhiên. Sau mỗi thảm họa, hình ảnh của đàn gia súc nằm bất động trên các cánh đồng mênh mông trở nên rất bi thảm. Vào tháng 7 năm 2019, một cơn bão đã quét qua dãy núi Doki ở Canada, khiến hàng trăm con hươu bị sét đánh với thiệt hại ước tính lên đến hàng triệu đô la. Xác hươu nằm rải rác trên núi và gần như không còn sự sống nào ở đây. Những nỗ lực và công sức mà các nông dân đã đầu tư vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển đàn bò của họ bị đặt vào tình thế khó khăn. Họ thường phải thu hoạch những con bò chết hoặc bị thương và tiêu hủy chúng để ngăn chặn sự lây lan của các loại dịch bệnh có thể xuất hiện. Điều này không chỉ gây ra tổn thất kinh tế mà còn tạo ra tâm trạng buồn bã và tuyệt vọng cho các nông dân vì bò không chỉ là nguồn kinh tế mà còn là một phần quan trọng của cuộc sống và văn hóa của họ. Đầu tiên, để nuôi cá mago, chúng ta cần chuẩn bị bể xi măng hoặc ao nuôi. Trong trường hợp này, trang trại chọn nuôi trong bể xi măng. Bể xi măng cần có diện tích tối thiểu là 10m² và độ sâu từ 0,8 đến 1,5m. Tiếp theo, để nuôi cá mago đạt hiệu quả cao, việc chọn giống tốt là rất quan trọng. Cá giống phải khỏe mạnh, không bị dị tật và bệnh tật. Cá giống cần có kích thước từ 10 đến 15cm là phù hợp nhất. Thức ăn thích hợp cho cá con giống chứa 40% protein và được làm từ nguyên liệu
như bột cá, bột đậu nành, bánh, dầu lạc, cám gạo, hỗn hợp vitamin và khoáng chất. Sau một thời gian chăm sóc, chúng sẽ được cho ăn các loại thức ăn công nghiệp, dạng viên để phát triển nhanh chóng. Thức ăn sẽ được cho cá ăn 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều tối. Để đảm bảo cá khỏe mạnh, việc thay nước định kỳ là rất quan trọng. Việc thay nước có thể dao động từ 20 đến 30% mỗi ngày. Ngoài ra, bể nuôi cũng cần có hệ thống cung cấp oxy và hệ thống lọc nước để đảm bảo cá khỏe mạnh. Trước khi cho cá ăn, người chăn nuôi sẽ cho nước sạch vào cám để giúp làm mềm cám. Điều này giúp cá dễ dàng nuốt và tiêu hóa thức ăn hơn. Khối lượng thức ăn cho cá ăn hàng ngày sẽ được người chăn nuôi điều chỉnh dựa trên tỷ lệ tiêu thụ thức ăn hàng tháng của cá để tránh lãng phí thức ăn. Ngoài các loại thức ăn công nghiệp, cá cũng có thể được bổ sung các nguồn thức ăn tự nhiên như sinh vật phù du sống, động vật phù du, cá tạp, thịt xay nhuyễn. Cá magu là loài cá nhiệt đới, có khả năng chịu được nhiệt độ từ khoảng 14 độ đến 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ tối ưu cho sự phát triển của cá là từ 25 đến 30 độ C. Để phòng bệnh cho cá, định kỳ, người chăn nuôi sẽ trộn các loại thuốc phòng bệnh vào cám để giúp cá khỏe mạnh. Thì Hàn khám phá phát triển đứng đi nhảy hôm nay là nhờ sự ủng hộ của các bạn. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Xin cảm ơn. Nuôi cá magu trong bể xi măng được coi là phương pháp an toàn nhất vì chất thải và dịch bệnh của chúng không lây lan ra môi trường tự nhiên như khi nuôi trong ao hồ. Nuôi cá magu trong bể xi măng mang lại nhiều lợi nhuận với chi phí thấp do những con cá này tăng trọng rất nhanh trong thời gian ngắn. Ngoài việc nuôi cá magu trong bể xi măng, tại Ấn Độ họ cũng nuôi chúng ở các ao hồ và ưu điểm của việc nuôi cá ở ao hồ là diện tích lớn hơn, có thể nuôi được số lượng cá nhiều hơn. Tuy nhiên, việc quản lý bệnh cho cá lại phức tạp và chi phí cao hơn so với việc nuôi trong bể xi măng. Để nuôi cá magu ở ao, vị trí của ao nuôi là yếu tố quan trọng. Ao nuôi phải nằm ở vị trí thuận tiện cho xe cộ đi lại. Ao nuôi cần có độ sâu từ 1,5 tới 2 mét. Kích thước trung bình của ao nuôi khoảng từ 30 tới 50 mét vuông.
Ao nuôi cần được trang bị đường cấp và thoát nước để đảm bảo chất lượng nước. Ngoài ra, các ao nuôi cũng cần được trang bị máy dục khí oxy để đảm bảo sức khỏe cho cá. Cá mago là loài cá ăn thịt đồng loại. Chúng có thể ăn thịt đồng loại nếu không được cho ăn đầy đủ. Vì vậy, khi nuôi chúng, người chăn nuôi cần phải chú ý là cho chúng ăn đầy đủ. Mago là loài cá phát triển rất nhanh. Chúng có thể đạt kích cỡ khoảng 100-150g. Sau 10-12 tháng nuôi trong điều kiện ao đất hoặc đầm lầy, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi quá trình người chăn nuôi thu hoạch cá mago nhé! Người chăn nuôi sẽ chọn lưới đánh cá có kích thước phù hợp với kích thước của ao hồ. Lưới thường có các ô nhỏ để ngăn chặn cá trốn thoát. Lưới phải được đảm bảo sạch sẽ và không bị rách hoặc hỏng. Những người tham gia đánh bắt sẽ đưa lưới vào ao hồ và di chuyển lưới một cách chậm rãi từ bên này của ao hồ sang bên kia ao hồ. Việc đưa lưới cần thực hiện cẩn thận để không làm cá hoảng loạn và tránh để chúng nhảy ra ngoài. Sau khi lùa cá vào trong lưới, người đánh bắt sẽ nhanh chóng kéo lưới lên. Cá mago sẽ bị bắt vào lưới vì chúng không thể thoát ra khỏi các ô lưới nhỏ. Nhìn số lượng cá nhiều như thế này, tôi đoán chắc hẳn đây là một vụ nuôi cá rất thành công của người chăn nuôi. Các bạn có cảm thấy như tôi không ạ? Cá mago là nguồn giàu protein, chứa khoảng 17-20% lượng protein trong thịt cá. Protein là thành phần quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày của con người, giúp xây dựng và sửa chữa cơ bắp, tạo ra enzyme và hormone cần thiết cho cơ thể và hỗ trợ quá trình tăng trưởng. Thịt cá mago cung cấp một lượng nhất định chất béo hoặc là axit béo omega 3. Axit béo omega 3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chúng ta vừa cùng nhau khám phá cách nuôi loài cá đặc biệt mago của Ấn Độ. Bạn cảm thấy các phương pháp chăn nuôi này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé! Xin giới thiệu với các bạn, đây là biên tập nội dung của chúng tôi. Cô ấy đang chăm chú viết những kịch bản về nông nghiệp. Những kịch bản sáng tạo của cô ấy được rất nhiều khán giả yêu thích và đón nhận. Tiếp theo là chủ kênh, cũng là một chuyên gia edit của chúng tôi. Anh ấy làm việc rất tận tâm và chuyên nghiệp. Những video anh ấy làm ra rất tuyệt vời. Anh ấy quả là một tấm gương sáng cho team chúng tôi học hỏi. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian tới. Xin cảm ơn rất nhiều.